Tại huyện Phong Điền, trong ngày hôm nay, tình trạng nước ngập cục bộ xảy ra ở nhiều địa phương. Một số tuyến giao thông bị nước chia cắt, nhiều diện tích hoa màu cũng đã mất trắng do ngập lụt. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại tỉnh lộ 9, đoạn qua tổ dân phố Trạch Tả, thị trấn Phong Điền, ngập sâu gần 1 mét. Người dân khi đi qua đoạn này phải chèo đò hoặc lội bộ. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo để người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, nhiều địa phương của huyện Phong Điền cũng bị ngập cục bộ. Tại xã Phong Bình, nhiều tuyến đường liên thôn cũng bị ngập từ 0,5 đến 0,7 mét, khiến giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Một số trường học trên địa bàn cũng đã cho học sinh nghỉ học. Tại thời điểm này thì có hơn 100 hộ dân là đang ngập sâu từ là 20 đến 40 cm. Và trên toàn xã là có hai tuyến đường quốc lộ và tuyến đường quốc lộ 49 và là tỉnh lộ 4. Thì hiện nay thì các tuyến đường đã bị chia cắt. Tại xã Điền Lộc, mưa lớn làm ảnh hưởng đến sản xuất vụ mùa của bà con nông dân. Theo thống kê, toàn xã có hơn 10 hecta rau màu bị ngập và hư hại hoàn toàn. Một số đường bê tông liên thôn bị sạt lở nghiêm trọng. Đối với địa phương thì thời tiết thì theo dự báo thì vẫn tiếp tục là có mưa, cho nên là có khả năng cái diện tích 10 hecta này thì có khả năng là bị thiệt hại hoàn toàn. Toàn huyện Phong Điền có 280 ngôi nhà bị ngập từ 0,1 đến 0,2 mét, chủ yếu ở hai xã Phong Thu và Phong Bình. Để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân thì ngay trong đêm ngày 10 tháng 12, xã Phong Thu đã cho di dời 125 hộ với 322 khẩu ở cả vùng thấp trũng đến nơi an toàn. Để chủ động đảm bảo an toàn về người và tài sản trong mưa lũ, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tổ chức trực 24/24 để thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa lũ. Phía địa phương thì ban phòng chống bão lụt của huyện là khi nghe cái dự báo của trung ương thì đã có cái chủ động triển khai và nhắc nhở, nhất là các xã thì tuyến sông Âu Lâu và sông Bồ. Và đến thời điểm này thì tuyến sông Âu Lâu thì các xã đã có phương án kể cả bảo vệ tính mạng con người và tài sản của người dân thì tương đối tốt, chưa có vấn đề xảy ra. Thứ hai là cái tuyến ở sông Bồ thì hiện nay là lưu lượng thì dự báo là chiều hôm nay có xả nước, thì chúng tôi đang chỉ đạo cho các hồ dọc đó trực tiếp bảo vệ tài sản, đặc biệt là các cái lồng hồ cá thì đưa vào chỗ an toàn. Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp tục kéo dài, diễn biến phức tạp và nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng. Chính quyền địa phương cần tập trung các phương án và đặc biệt là cảnh báo người dân vùng ngập lụt không chủ quan, tránh xảy ra những thiệt hại về người.